Mỹ nam sơ mi trắng gây sốt màn ảnh Hàn hiện tại. Nam diễn viên này khiến khán giả thích thú với tạo hình trong tập phim mới. Thời điểm hiện tại, khách sạn Vương Giả vẫn đang tiếp tục giữ vững được sức nóng của mình. Khi mà bộ phim đã đi qua phân nửa chặng đường, hai nhân vật chính, Chion Sa-jang, Yoona và Woo Won, Lee Jun-ho đang ngày càng dành nhiều tình cảm hơn cho đối phương. Trong những hình ảnh được JTBC tung ra, cặp đôi này có khoảnh khắc lại sát gần nhau ở tập 8, hiển nhiên điều đó làm các cư dân mạng vô cùng phấn khích. Thế nhưng ngoài ra, họ còn cảm thấy thích thú vì một chi tiết khác, đó là vẻ ngoài 100 điểm của Woo Won trong trang phục sơ mi trắng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý trên mạng xã hội. Sơ mi trắng 100 điểm tạo hình. Đây gọi là sơ mi trắng có làm em lo lắng. Trời ơi, anh đẹp trai mặc vest được rồi, đây lại còn phải diện hẳn sơ mi trắng luôn. Trời đất ơi, nam chính mặc sơ mi trắng nhìn mà muốn xỉu. Ôi, Woo Won mặc áo sơ mi xong để kiểu tóc này nhìn mê ghê ấy. Nguồn, cả lớp. Bộ phim Khách sạn Vương Giả do Yoona và Lee Jun-ho đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên JTBC.